Hello, chào mừng anh em đã đến với Thỏ Ngọc Anime. Anh em thấy đó, đều là một anh chàng nhân vật chính ấn tượng đầu tiên phải kể đến sức mạnh mà họ có. Tuy nhiên cũng không thể không kể đến tính cách cũng như khí chất của họ. Một nhân vật mạnh mẽ lại kết hợp với vẻ ngoài lạnh lùng đến vô cảm thì chắc chắn sẽ gây được ấn tượng mạnh. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với Top 10 Anime có main vô cùng mạnh mẽ, có vẻ ngoài lạnh lùng đến vô cảm. Và sau khi xem xong Top Anime bên dưới thì đừng quên để lại một like và bình luận xem bộ anime nào đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất cho mình và mọi người cùng biết nhé. 10. Aimed Blue Ganvot, thể loại hành động viễn tưởng siêu sức mạnh. Trong tương lai gần, có những người có sức mạnh đặc biệt được gọi là Sevens. Có vẻ như đất nước đã duy trì hòa bình bởi một công ty có tên là tập đoàn Sumeragi, nhưng họ lại là kẻ đã bắt những người có sức mạnh đặc biệt bằng vũ lực và làm những thí nghiệm vô nhân đạo. Ganvot, nhân vật chính có sức mạnh của Seven, từng ở trong Feather, một nhóm kháng chiến đã chiến đấu chống lại nhóm Sumeragi. Câu chuyện bắt đầu bằng việc gặp gỡ nữ chính, Sian. 9. BAM, thể loại hành động siêu nhân ác quỷ. Thám tử trẻ Sonia Summers đã được chuyển đến ngoại ô thành phố cảng Libra sau khi gây rối với cấp trên của cô ấy. Libra được chia thành hai khu vực, thượng lưu, trung tâm của cải và chính trị, và bên ngoài là nơi trú ngụ của tội phạm, tham nhũng và những vụ việc gây tò mò liên quan đến quái vật hoặc yêu quái. Mỗi vụ án mà Sonia thực hiện dường như đều có liên quan đến sự tham gia của những sinh vật bí ẩn này. Sonia vượt qua con đường với ba yêu quái hình người kỳ dị, Bam, Bella và Bello, những người tìm cách bảo vệ con người và chiến đấu chống lại yêu quái sâu xa khủng bố họ, tồn tại như Yokai, Ningen. Họ bị các yêu quái khác loại trừ vì lối sống giống con người của họ và bị con người từ chối và làm tổn thương khi họ lộ nguyên hình. Bất chấp những khó khăn mà họ phải đối mặt, ba Yokai Ningen này bí mật sống giữa con người, tiếp tục theo đuổi ước mơ một ngày nào đó có thể trở thành con người. 8. Darker Than Black, thể loại hành động huyền bí viễn tưởng siêu sức mạnh. Đã 10 năm kể từ khi Cổng Thiên Đường xuất hiện ở Nam Mỹ và Cổng Địa Ngục xuất hiện ở Nhật Bản, che phủ bầu trời đêm quen thuộc một thời với một khung cảnh ngột ngạt. Mục đích của chúng không được biết đến. Những cổng này là không gian mà các định luật vật lý bị bỏ qua. Với sự xuất hiện của cổng này, các Contractors xuất hiện, những người được ban cho khả năng siêu nhân. Tại thành phố Nhật Bản xung quanh Cổng Địa Ngục, trưởng phòng 4, Misaki Kirihara xảy ra mâu thuẫn với một nhà thầu khét tiếng có mặt danh là Hay, được gọi là Black River trong thế giới ngầm. Hay giống như các cộng sự của mình, đảm nhận các nhiệm vụ cho syndicate bí ẩn và tàn bạo, trong khi từ từ bóc tách lớp đen tối bao phủ một âm mưu bất chính đe dọa sự tồn tại của các contractors. 7. Striker, thể loại drama huyền bí viễn tưởng tâm lý. Kokoro Akechi là người sáng lập công ty điều tra tư nhân có tên là Câu lạc bộ Thám tử Nhí. Cùng nhau, nhóm này giải quyết các trường hợp lớn và nhỏ. Một trong những thành viên cấp dưới của họ, Kensuke Hanasaki, đang giải quyết một vụ án và tình cờ gặp Yoshio Kobayashi, một cậu bé mất trí nhớ bí ẩn không thể chết. Sau khi nhìn thấy khả năng của anh ta, Kensuke đề nghị Yoshio với một thỏa thuận tham gia Câu lạc bộ Thám tử Nhí và giúp họ giải quyết các vụ án. Đổi lại, anh ta sẽ tìm cách giúp cho Yoshio chết. Yoshio thờ ơ chấp nhận thỏa thuận này một cách miễn cưỡng. Không biết cuộc sống của mình sẽ trở nên khác biệt như thế nào. Mặc dù anh ta không có nhiều công dụng với mọi người, anh ta dần dần bắt đầu thừa nhận nhóm khi mà anh ta dành nhiều thời gian hơn cho họ. Trong khi giải quyết các vụ án, Trigger theo chân Akechi và những người còn lại trong câu lạc bộ Thám tử Nhí khi họ giải quyết các vụ án khác nhau mà họ được giao. Tất cả trong khi chống lại mối đe dọa ẩn từ trong bóng tối, quỷ dữ với 20 gương mặt. 6. Kubikiri Cycle, thể loại hành động drama huyền bí siêu nhân.
vì một căn bệnh bí ẩn, thiên tai Iria Akagami đã bị gia đình buộc phải đến ở một dinh thự trên đảo West Crown's Feather, biệt lập với một số ít người du việc. Để có thể giải trí, Iria mời nhiều thiên tài đến làm khách tại ngôi nhà của cô ấy, bao gồm cả nhà máy tính Tomo Kunagisa và trợ lý giấu tên của cô, thầy bói tài giỏi Maki Himena, nghệ sĩ nổi tiếng Kanami Ibuki, học giả Akane Sonoyama và đầu bếp nổi tiếng Yayoi Sashirono. Những chuyến thăm này diễn ra bình thường cho đến khi một trong những vị khách được tìm thấy bị sát hại dã man trong đêm mà không có manh mối nào về danh tính của kẻ giết người hoặc động cơ có thể có. Căng thẳng gia tăng giữa những người trên đảo khi kẻ giết người vẫn còn ở đó, và trợ lý của Tomo phải tự mình khám phá danh tính của thủ phạm trước khi các sự kiện giết người tiếp theo xảy ra. Năm, Vinland Saga, thể loại hành động phiêu lưu drama lịch sử seinen. Thorfinn từ nhỏ đã lớn lên và lắng nghe những câu chuyện về những phù thủy già đi khắp đại dương và đến được nơi trong truyền thuyết Vinland. Nó được cho là ấm áp và màu mỡ, một nơi không cần phải chiến đấu, hoàn toàn không giống như ngôi làng băng giá ở Iceland, nơi anh ta sinh ra, và chắc chắn không giống cuộc sống hiện tại của anh như một lính đánh thuê. Chiến tranh là nhà của anh ấy bây giờ, mặc dù cha anh đã từng nói với anh rằng con không có kẻ thù và không ai có thể bị thương. Khi anh lớn lên, Thorfinn biết rằng không có gì khác với sự thật. Cuộc chiến giữa Anh và Đan Mạch ngày càng tồi tệ hơn khi mỗi năm trôi qua, cái chết đã trở thành chuyện thường tình và những người lính đánh thuê Viking luôn yêu quý nó. Liên minh với một trong hai bên sẽ gây ra một sự thay đổi lớn trong cán cân quyền lực, và các Viking rất vui khi tạo dựng được tên tuổi của mình và lấy bất kỳ chiến lợi phẩm nào họ kiếm được trên đường đi. Giữa sự hỗn loạn, Thorfinn phải trả thù và giết Askeladd, kẻ đã sát hại cha mình. Có vẻ như thiên đường duy nhất cho người Viking là kỷ nguyên chiến tranh và chết chóc đang hoành hành. Bốn, No Guns Life, thể loại hành động viễn tưởng drama seinen. Công nghệ tạo ra những người lính cyber mạnh mẽ đã được tập đoàn Beruren phát hành cho công chúng sử dụng. Những người được trang bị các bộ phận robot được gọi là Extended. Juzel Inui, một trong những Extended như vậy, được tạo ra như một người lính và không có ký ức về cuộc sống trước đây của mình. Nhưng bây giờ, sau chiến tranh, anh ta điều hành một công việc kinh doanh chuyên lo các sự cố liên quan đến Extended xung quanh thành phố. Tin đồn về một Extended nổi loạn đã bắt cóc một đứa trẻ đến tay anh. Khi Juzo quay trở lại văn phòng của mình, một người máy khổng lồ với một cậu bé trên lưng lao vào, yêu cầu giúp đỡ. Có điều gì đó về tình huống này quá khó để bỏ qua, có vẻ như mọi người đều muốn giữ lấy đứa trẻ này. Và dù muốn hay không, Juzo phải tìm hiểu lý do tại sao Extended này lại hoạt động. Nó kết nối với tập đoàn Beruren như thế nào và kẻ phản bội chạy bao xa trong thành phố này. Ba, Kino no Tabi, thể loại hành động phiêu lưu đời thường tâm lý. Kino, một du khách 15 tuổi, hình thành một quan hệ với Hermes, một chiếc mô tô biết nói. Cùng nhau họ lang thang trên các vùng đất và phiêu lưu qua nhiều quốc gia và địa điểm khác nhau. Mặc dù không có thông tin rõ ràng về những gì sẽ xảy ra, rốt cuộc cuộc sống là một hành trình đầy ắp những điều chưa biết. Trong cuộc hành trình của mình, họ gặp phải những phong tục khác nhau, từ điều đen tối về mặt đạo đức đến bi kịch. Họ cũng gặp gỡ nhiều người, một số người sống để làm việc, một số người sống để làm cho người khác hạnh phúc và một số người sống để theo đuổi ước mơ của mình. Vì vậy, ở mỗi quốc gia họ đến thăm, luôn có điều gì đó để học hỏi từ cách mọi người sống ở đó. Không phụ thuộc vào Kino hay Hermes để quyết định xem những giá trị được khẳng định này là sai hay đúng, vì chúng chỉ đảm nhận vai trò của những người quan sát trong thế giới nhỏ bé này. Họ không cố gắng thay đổi hoặc ảnh hưởng đến những nơi mà họ đến thăm, mặc dù những giá trị này vô lý như thế nào. Đó là bởi vì, bằng cách này hay cách khác, họ tin rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp như chúng vốn có và rằng thế giới không hề đẹp đẽ, do đó nó nên là như vậy.
2. Zakyo no Terror, thể loại huyền bí tâm lý. Được sơn màu đỏ, chữ Von là tất cả những gì còn sót lại sau vụ tấn công khủng bố vào một cơ sở hạt nhân của Nhật Bản. Chính phủ tan nát vì họ không có khả năng hành động và những cảnh sát còn lại điên cuồng tìm cách truy quét thủ phạm. Công chúng không biết gì cho đến khi 6 tháng sau, một đoạn video kỳ lạ xuất hiện trên Internet. Trong đó, hai thiếu niên tự nhận mình là Spin X trực tiếp thách thức cảnh sát, đe dọa gây ra sự hủy diệt và làm náo loạn khắp Tokyo. Không thể ngăn chặn sự hoảng loạn hàng loạt nhanh chóng lan rộng khắp thành phố và tuyệt vọng về bất kỳ manh mối nào trong cuộc điều tra của họ. Cảnh sát đấu tranh để hành động hiệu quả chống lại những kẻ khủng bố này. Với thám tử, Kenjiro Shibazaki bị giữ ở giữa tất cả. Zankyo no Terror kể về câu chuyện của 9 và 12, hai cậu bé đứng sau những hình tượng nhân sư đeo mặt nạ. Họ không nên tồn tại, nhưng họ đứng vững trong một thế giới lừa dối và bí mật trong khi họ làm cho thành phố sụp đổ xung quanh họ. Tất cả với hy vọng chôn vùi sự thật bi thảm của chính mình. Một, Kyoko Suri, thể loại huyền bí lãng mạn siêu nhân ác quỷ shonen. Ẩn trong tầm nhìn khác, những tinh linh được gọi là yêu quái sống trên thế giới, trong khi hầu hết đều lành tính. Một tập hợp còn nhất định đe dọa hòa bình lâu dài giữa yêu quái và nhân loại. Kể từ khi cô đồng ý trở thành thần trí tuệ của họ, Kotoko Iwanaga đã trở thành người trung gian giữa hai thế giới, giải quyết mọi vấn đề siêu nhiên xảy đến với cô ấy. Tại một bệnh viện địa phương, Kotoko tiếp cận Kuro Sakuragawa, một sinh viên đại học có mối quan hệ lâu dài kết thúc bằng một cuộc chia tay đáng tiếc. Kotoko nuôi dưỡng tình cảm với anh ta và nghi ngờ rằng có điều gì đó siêu nhân ẩn giấu bên trong vẻ ngoài vô hại của anh ấy. Vì vậy, cô đã yêu cầu sự giúp đỡ của anh trong những yêu cầu của yêu quái. Hai năm sau, tin tức về một thần tượng vô tình bị dầm thép đè chết tràn ngập báo chí. Tuy nhiên, nhiều tháng sau, người ta bắt đầu thấy những người phụ nữ không có khuôn mặt đang cầm một thanh xà bằng thép. Giống như trường hợp của bất kỳ vấn đề siêu nhân nào, Kotoko và cộng sự của cô ấy đã đặt ra mục tiêu ngăn chặn linh hồn này tàn phá. Nhưng trường hợp này có thể độc ác và cá nhân hơn nhiều so với những gì mà họ có thể nghĩ. 2. Trên đây là top 10 anime có main vô cùng mạnh mẽ, có vẻ ngoài lạnh lùng đến vô cảm mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thảo Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các anime tương tự nhé. Thêm về đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe Thảo Ngọc Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn, bye bye!